Vụ 4 tiếp viên hàng không, một mình nuôi con ngay bị đuổi việc, sẽ được tha nếu rơi vào một trường hợp. Dù được thả tự do, thế nhưng 4 nữ tiếp viên hàng không hiện đã bị cho thôi việc. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin, tiếp viên trưởng là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ. Bên cạnh đó, nếu trường hợp không tìm được người đưa chất cấm, vụ án sẽ phải tạm đình chỉ. Ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách 11 kg chất cấm do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố để làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Dẫn tin từ VTC News, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp nói, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng nào đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất cấm để khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu công an không xác định được đối tượng đã đưa chất cấm cho 4 nữ tiếp viên hoặc đối tượng nhận, thì sẽ tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường phân tích, theo Điều 230 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Điều 172 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định thời gian điều tra vụ án hình sự không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Việc trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không là do kết quả xác minh đã làm rõ những người này không biết đây là chất cấm. Tuy nhiên, việc trả tự do này không phải là tình tiết để khép lại vụ việc. Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn sẽ tiếp tục làm rõ số chất cấm trên là của ai, ai nhờ người vận chuyển trái phép về Việt Nam, luật sư Đặng Văn Cường nhận định. Liên quan vụ việc 4 tiếp viên hàng không mang chất cấm từ Pháp về nước chưa bị khởi tố bị can nhưng hiện đã bị cho thôi việc. Ngược lại, hiện một số cán bộ đăng kiểm bị khởi tố nhưng vẫn phải đi làm. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, 4 tiếp viên mang chất cấm về nước qua đường hàng không sẽ bị xử lý theo thông tư 46 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải, hướng dẫn thực hiện chế độ kỹ thuật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Tuy nhiên, điều mà nhiều người thắc mắc là trong vụ việc này, 4 tiếp viên hàng không bị cho thôi việc khi họ chưa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can. Điều này gần như trái ngược với diễn biến thời sự khác trong các vụ án tại nhiều trung tâm đăng kiểm. Hàng loạt cán bộ đăng kiểm đã bị khởi tố rồi, vẫn được huy động đi làm. Trả lời vấn đề này, luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đó là hai vụ việc khác nhau áp dụng theo đúng các quy định của pháp luật với từng trường hợp. Theo luật sư, hàng không là ngành đặc thù và có quy định riêng về chế độ kỷ luật đặc thù. Theo đó, cho dù các tiếp viên này có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiện vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, thì họ vẫn thuộc trường hợp bị áp kỷ thuật đặc thù của ngành, không sử dụng làm việc tại các vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Trước đó, liên quan đến sự việc trên, bà Trần Hà Thủy, còn được mọi người biết đến với tên gọi Thủy Bi, đã bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân và tiết lộ về hoàn cảnh của nữ tiếp viên trưởng. Theo đó, chị Thủy tiết lộ, một nữ tiếp viên hàng không trong 4 người trên là mẹ đơn thân, có con nhỏ, rất hoàn cảnh. Trong trường hợp này thì vừa đáng thương vừa đáng trách, chị viết. Thông tin trên tuy chưa xác định thực hư nhưng đã khiến nhiều người bất ngờ và nổ ra tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng Thủy Bi không nên tiết lộ hoàn cảnh của nữ tiếp viên trên khi sự việc cũng chưa ngã ngũ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng dù hoàn cảnh có đáng thương đến đâu, việc vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận. Đồng thời, cư dân mạng cũng cho rằng không thể dựa vào hoàn cảnh là yếu tố để con người sai phạm. Đặc biệt, đây lại là tiếp viên của hãng hàng không lớn, được trang bị đầy đủ kỹ năng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.